vị chúng ta xem những tiết mục nào đặc sắc, chúng ta nổi những tràng pháo tay để động viên các diễn viên. Xin kính mời các quý vị chúng ta nổi một tràng pháo tay để động viên các diễn viên ạ. Xin cảm ơn. Chúng ta nổi một tràng pháo tay để mừng